Chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng dẫn kho thanh lý tiếp cho anh em một cặp loa toàn giải cực kỳ độc lạ của JVC. Riêng loa toàn giải của JVC thì gần như là nó đệ nhất luôn rồi. Nó thì hơi quá nhưng mà nó thuộc ở diện top 1 rồi anh em nhé. Loa toàn giải JVC lúc nào nghe cũng rất là sung sướng luôn. Định tai, các giải lên rất là rõ ràng, tiếng rất là sáng. Cặp này thiết kế rất là độc đáo anh em nhé, nhìn nó như là khoang của tàu vũ trụ vậy. Đấy, thiết kế rất là độc đáo luôn. Đấy, đây là em bên trên này nó có ba con ốc vít để chúng nó bắt vào đây nhé. Em đã tháo ba ốc vít ra rồi để em mở lõi cho anh em nhìn. Đấy, rất là độc đáo luôn. Đấy, cái nón này là nón trong veo anh em nhé, trong chứ không phải là nó không có nón đâu, nó nón trong veo anh em nhé. Bên trong của nó là côn lõi đồng thì rất là đẹp luôn, vàng chóe. Đấy, nhìn như kiểu ngọn lửa bên trong ấy, rất là đẹp nhé, cả hai chiếc luôn. Đấy, rất là đẹp. Công suất của nó là 140W, em thấy ghi đằng sau là 140W nhưng mà em nghĩ là không được đâu, nó ghi kiểu gì ấy. Đây anh em để ý này. Đấy, ghi đây là 140W này, JVC 140W thực tế luôn, chẳng hiểu ghi kiểu gì, em nghĩ là không đến được. Đây nó chỉ là loa toàn giải thôi nhá. Đấy, bên trong trang bị một bát toàn giải 8cm nhưng mà tiếng gào khá là to đấy. Riêng bọn JVC Victor nó làm loa, những con loa rất là nhỏ em nghe rất là sướng luôn, tiếng to rõ ràng đủ giải. Con này anh em ghép âm ly mini hoặc là có cái bộ âm ly hi-fi nào đấy anh em ghép vào nghe rất là sướng luôn. Mấy cái mạch class A stereo anh em cho vào đánh thì tiếng nó lên sướng, em nghe nhạc gì cũng được, nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc tí tách, bày nó sang, nó độc đáo thôi, nhìn rất là độc đáo. Em để cho anh em với cái giá rất là yêu thương, chỉ 800.000 cặp này thôi anh em nhé, 800.000 cặp JVC này. Đấy, nhìn rất là đẹp độc.
Nếu mà anh em để không này, anh em nghe nhạc cũng được, hoặc là anh em muốn ghép làm loa trợ lời cho các cái bộ dàn nhạc của anh em ấy, thì anh em bảo em để em đấu thêm cho anh em một cặp tụ cản để nó cắt tần, nó cắt cái giải cao và nó cắt cái trở kháng, để khi anh em đấu song song với loa nhà anh em nó không ảnh hưởng đến trở kháng của âm ly anh em nhé. Anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574, em có nhận ship hàng toàn quốc và shop cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo Facebook của em là Đức Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đây cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.